Quay trở lại bài trước thì chúng ta đã design ra được các cái class cho chương trình giả lập vườn thú. Thì chúng ta có cái lớp cha, lớp base class là animal. Animal này thì sẽ có các cái thuộc tính là picture, food, hunger, boundaries, location, và có bốn cái phương thức, đấy là make noise, eat, sleep và roam. Thì phía dưới thằng animal này thì chúng ta sẽ có cái class là feline, tức là những cái con vật thuộc giống nhà mèo. Thì những con vật thuộc giống mèo này thì chúng ta sẽ override cái phương thức gọi là phương thức roam. Những cái class mà kế thừa thằng feline này thì gồm có lion, sư tử, tiger và cat. Tương tự chúng ta cũng sẽ có một cái class gọi là những cái động vật thuộc giống chó. Nó cũng sẽ kế thừa từ cái lớp animal này của chúng ta. Phía dưới canine này thì chúng ta có hai cái class, đấy là chó sói và chó nhà. Còn cái thằng hippo này thì nó sẽ kế thừa trực tiếp từ animal. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách implement code ở trong C# như thế nào. Các bạn mở lại cái chương trình Basic OOP. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết các cái class animal, rồi thì feline, canine, dog, v.v. ở trong cái project là Basic OOP. Các bạn kích chuột phải vào Basic OOP, chọn Add, sau đây chọn Class. Thì class đầu tiên mà chúng ta sẽ viết đấy là class animal. Animal. Thì trong class này thì mình để nó là public class. Sau đấy, việc đầu tiên là mình sẽ viết ra những cái property. Thì chúng ta có 5 cái property. Property đầu tiên là picture. Thì mình để nó là cái kiểu là kiểu chuỗi. Nó chỉ là một cái đường dẫn đến cái ảnh của con vật mà thôi. Thì chúng ta có thể viết nó luôn get set như thế này. Trong bài trước chúng ta đã học về get set. Cái thuộc tính thứ hai là về food, tức là thức ăn của cái con vật ấy, thì nó có thể là meat hoặc là grass, tức là cỏ hoặc là thịt, thì mình cũng sẽ để nó là shrink như thế này. Thuộc tính thứ ba là cái mức độ đói của con vật thì mình để nó là in, và hunger get set. Thuộc tính thứ tư là boundary, để cho dễ hiểu thì mình cứ để nó là kiểu string mà thôi. Được chuỗi. Get set public string. Thuộc tính cuối cùng là location, mình cũng để nó là kiểu chuỗi. Thì các bạn nhớ lại rằng là trong bài trước thì mình có nói là với lại những cái getter setter mà chúng ta có thể viết tắt được như thế này thì chúng ta nên để nó có cái chữ cái đầu tiên là chữ viết hoa, đúng không? Thì cái thằng animal này thì ngoài 5 cái property này thì chúng ta còn có 4 cái phương thức. Thì cái phương thức đầu tiên của chúng ta là phương thức make noise. Chúng ta viết make noise như thế này. Đơn giản, chúng ta sẽ chỉ ghi ra màn hình là cái con vật này nó đang tạo ra tiếng động mà thôi. Console.WriteLine. Noising. Phương thức thứ hai là phương thức eat, đúng không ạ? Public void eat. Thì các cái phương thức các bạn cũng chú ý là chúng ta nên viết với chữ đầu tiên là chữ viết hoa như thế này. Console.WriteLine là eating. Phương thức thứ ba là phương thức roam. Console.WriteLine như thế này. Sorry, public. Rồi. Phương thức thứ tư của chúng ta là phương thức sleep. Console.WriteLine sleeping. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã viết xong được cái class là class animal. Ở đây có một số những cái library chúng ta không cần dùng, chúng ta có thể xóa nó đi để cho code nó đẹp, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ implement đến class feline. Feline thì nó sẽ kế thừa trực tiếp từ animal, tức là những cái động vật thuộc họ nhà mèo đấy ạ. Chúng ta lại chọn chuột phải vào project, chọn add, chọn class. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra class là feline. Ok. Thì bây giờ với class feline này thì chúng ta cần phải kế thừa từ class animal. Thì trong C#, cái cú pháp để viết một class kế thừa từ một class khác là chúng ta viết dấu hai chấm. Sau đấy là đến cái lớp cha mà chúng ta muốn kế thừa, ở đây là animal.
Thì ở trong cái lớp Feline này thì chúng ta implement một cái method gọi là method roam đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết là public void roam. Sau đấy chúng ta sẽ ghi ra màn hình là những cái con vật mà thuộc giống nhà mèo thì nó hay đi theo đàn. Console.WriteLine. We go in a pack. Chúng tôi đi theo đàn đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ báo lỗi này. Nó sẽ báo lỗi là cái method roam này được kế thừa từ cái method roam của animal, nên chúng ta cần phải sử dụng một cái từ khóa là override. Override để cho C# biết rằng là cái class này đang viết một cái method override, tức là ghi đè lên cái method của class animal. Tuy nhiên là để cho một cái method có thể ghi đè được thì ở ngay lớp cha của nó, lớp base class, chúng ta sẽ phải mark, chúng ta sẽ phải viết cái lớp này là ở cái dạng gọi là virtual. Ở đây là virtual. Thì khi đó ở trong cái lớp con chúng ta sẽ override cái method là method roam như thế này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần chú ý cái cú pháp ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cái class feline là kế thừa từ lớp animal, và để sử dụng cái tính chất gọi là ghi đè lên một cái method ở lớp cha thì chúng ta phải sử dụng từ khóa là override, và đồng thời cái method ở lớp cha đấy cũng sẽ phải được mark là virtual. Chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật khác nhưng mà mình sẽ giới thiệu ở những cái video sau. Sau khi mà chúng ta đã tạo ra cái lớp họ nhà mèo như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ implement ra một cái lớp là lớp sư tử. Trước khi implement lớp sư tử thì mình cũng xóa những cái library mà mình không dùng đi cho nó sạch code. Ok. Sau đấy chúng ta tạo ra lớp lion. Click add class. Sau đấy là lion.cs. Ok. Thì bây giờ chúng ta có là cái class lion này thì kế thừa từ cái class gọi là feline thì chúng ta cũng sẽ viết là dấu hai chấm, sau đấy là tôi kế thừa từ class feline đúng không ạ? Thì ở trong class lion thì chúng ta sẽ implement hai cái method, đấy là method make noise và method eat đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ viết là public void make noise. Sau đấy mình sẽ viết ra màn hình là console.WriteLine. I'm a lion. Và con sư tử này nó sẽ gầm lên rừ rừ gì đấy, đúng không? Đấy. Thì cũng tương tự như là cái lớp feline thì chúng ta biết rằng là cái make noise này thì là một cái phương thức của cái class Animal. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta kế thừa lion này, kế thừa từ feline, nhưng thực ra cha của thằng feline lại là animal. Nên khi mà chúng ta viết cái make noise, chúng ta cũng sẽ phải sử dụng từ khóa là override ở đây. Override ở đây. Và đồng thời, ở trong class animal, chúng ta cũng phải tạo ra cái make noise này là virtual. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta quay lại thì sẽ thấy là make noise này là ok rồi. Tương tự bây giờ chúng ta sẽ viết method gọi là method eat public void eat. Thì ở trong này thì mình sẽ ghi ra màn hình là tôi là một con sư tử và tôi ăn thịt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ viết là console.WriteLine. I'm a lion and I eat. Thì bây giờ cái thức ăn của một con vật thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta đang để nó ở class animal đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là bởi vì lion thì nó kế thừa từ feline mà feline lại kế thừa từ animal nên chúng ta vẫn có thể truy nhập đến cái thuộc tính food của animal ở đây. Food như thế này. Đúng không ạ? Thì tương tự cái method eat này chúng ta cũng sẽ phải viết nó là override. Và ở trong animal chúng ta sẽ phải mark cái eat này là virtual. Xong rồi. Bây giờ chúng ta quay lại thì thấy cái if này là ok rồi. Chúng ta sẽ xóa đi những cái library không cần thiết. Xếp vào lại. Thì bây giờ chúng ta thử test chương trình. Đúng không ạ? Chúng ta vừa mới tạo ra được ba cái class. Đấy là class animal. Chính là base class. Base class này thì sẽ có picture, có food, có hunger, boundaries, location là những cái property. Nó sẽ có những cái method mà để cho những cái lớp con của nó có thể kế thừa, và những cái method mà để lớp con kế thừa để override thì chúng ta sẽ cần phải mark nó là virtual. Thì class thứ hai mà chúng ta viết đấy là feline,
Feline này thì nó sẽ kế thừa từ Animal, và để biết nó kế thừa từ một cái class khác thì chúng ta sử dụng cái keyword ở đây là dấu hai chấm như này. Và để override một cái phương thức của cái lớp cha thì chúng ta sử dụng từ khóa là override như thế này. Và cái class thứ ba mà chúng ta vừa viết chính là Lion. Lion thì kế thừa từ Feline và nó cũng sẽ override hai cái phương thức của Animal, đấy là make noise và eat, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ test chương trình. Chúng ta quay trở lại cái phía client là cái program này của chúng ta. Nó có thể comment nó lại, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tạo ra một con sư tử có tên là Leo. Thì trong bài trước chúng ta đã biết là để tạo ra một con sư tử thì chúng ta sử dụng từ khóa new, và sau đấy new lion như thế này, đúng không ạ? Sau đấy là mình sẽ cho cái con Leo, con sư tử này ăn thịt. Mình sẽ thiết lập cái thuộc tính food ở đây là bằng meat. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là khi mà mình viết Leo chấm một cái thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái attribute của cái thằng Animal, bởi vì Animal nó là base class. Sau đấy, bây giờ mình sẽ gọi ra những cái phương thức của cái con sư tử này. Thì cái phương thức đầu tiên là make noise, đúng không ạ? Mình có thể gọi phương thức make noise mà mình đã định nghĩa ở trong cái class lion. Tiếp theo, mình sẽ gọi đến cái phương thức eat. Và một cái phương thức nữa, mình biết rằng là sư tử là họ nhà mèo, thì nên mình có thể gọi đến cái phương thức gọi là roam. Bây giờ mình save chương trình lại và chạy nó. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó đã in ra màn hình I'm a lion và nó gầm rù rù như thế này. Sau đấy thì là con là sư tử này thì nó ăn thịt. Thì cái thịt này thì rõ ràng cái property thịt này thì nó nằm ở class là animal. Và cái cuối cùng là we go in a pack, tức là nó đi theo đàn, con sư tử này thì nó đi theo đàn. Và cái phương thức này thì không phải khai báo ở lion mà nó được khai báo ở feline. Thì đây là video đầu tiên hướng dẫn implement inheritance. Video tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào việc tạo ra những class còn lại.